Hi, và mình xin chào anh em và các bạn đã quay trở lại channel của mình. Và mình là Trendly Gamer. Và trong video ngày hôm nay của tựa game Last Samurai 2 thì mình sẽ thử đi khiêu chiến con boss mà mình đã thất bại rất là nhiều lần rồi. Và mình cũng đã giao hàng, rồi làm nhiệm vụ truy sát giết một bạn nào đó, rồi sau đó là tiếp tục giao hàng, rồi truy sát một người chơi. Cứ như vậy, mình đã có khoảng đâu 2-3k tiền. Và mình cũng đã bỏ 2-3k tiền đó vào cái tên boss này. Và sau khi mà bỏ vào đó thì cái mình nhận được là thua đắng cay, thua đau khổ. Thua mà nếu mà không cầm được cảm xúc là cái bàn phím với con chuột mình là banh chành rồi. Nhưng mà hên là cảm xúc của mình đã cầm được, và lý trí của mình cũng đã điều khiển được cái cảm xúc đó, nên là không cho cái chuyện mà đập chuột, đập bàn phím xảy ra. Nên bây giờ mình mới tích tụ được một cái kỹ năng mà mình có thể tiêu diệt được con boss này ngay và luôn. Và cái tỷ lệ thua của mình trước đó, thua đến nỗi mà muốn đập bàn phím, đập chuột, thì đem biết là 2-3k tiền đó là mình thua rất là nhiều lần rồi. Thua phải nói là thua thượng phong bại sụi luôn. Và mình cũng đã tìm ra một cái cách đánh rất là dễ dàng để tiêu diệt con boss này. Sau bao nhiêu tiếng đồng hồ nghiên cứu thì cũng đã không ngu như kiến mà bây giờ nghiên cứu ra rồi anh em. Và cái cách đánh này dành cho những bạn nào mà đã thua rất là nhiều trong cái trận chiến của con boss này. Và khi mà anh em biết được cách đánh này, con boss này tuổi tôm, tuổi tí thôi, không phải tuổi hổ, tuổi sư tử, tuổi rồng thiên nữa đâu. Và bây giờ là nó xuống chuột rồi anh em, mà nó xuống kiến rồi. Chỉ cần là mình bóp một cái là con boss này chết thôi. Và bây giờ thì mình sẽ chia sẻ cái cách này cho anh em và các bạn biết được tiêu diệt con boss nó không bao giờ là khó khăn đối với anh em và các bạn. Tại vì á, mình không tìm ra thôi. Và khi tìm ra boss này là ai? Ủa, con boss này lúc trước là rồng rồi sư tử ư? Không, thì ra là một con tôm, một con chuột đội lớp con boss này thôi. Và điều đầu tiên mình cần làm là chạy đến cái chỗ mà có cái tên boss này xuất hiện. Không có boss xuất hiện làm sao mà đánh anh em. Đây. Thì khi chạy lại đây á, thì mình sẽ thấy một nhân vật thượng phong bại sụi ở đây. Ủa? Có kỳ lạ. Anh em nào mà đánh con boss này nhiều đủ như mình thì anh em sẽ nhớ rằng cái tên này hắn ở bên cái góc cột này chứ không phải là ở chánh điện như thế này. Kỳ lạ, admin đã di chuyển tên này rồi ư? Chẳng lẽ tên boss này đã được tăng cao sức mạnh? Không đâu, cái đánh của mình là vẫn trường tồn mãi mãi, ngoại trừ admin thấy dễ quá phết thôi anh em à. Rồi bây giờ thì anh em sẽ đối thoại với cái nhân vật này em, thì mình sẽ bị trừ 100 Rio. Rồi ok, bấm vào. Nhân vật đó kêu chúc bạn may mắn, cảm ơn bạn đã giúp đỡ tôi. Ủa, sao bị trừ có 1 đồng vậy? Trời đất ơi, biết hôm qua để hôm nay đánh là ngon rồi. Mình bỏ mấy ca tiền vào đó anh em à? 2k tiền là khiêu chiến với 20 con, mà 2k mấy gần 3k. Mình khiêu chiến gần 30 con boss rồi đó anh em. Mà bây giờ tốn con đồng, trời đất ơi. Admin chơi trò giảm giá rồi anh em, ở đây có gì nữa nè, PX2, 2X gì nè. Thôi kệ không sao. Bây giờ nói về cái cách đánh của mình ha. Đầu tiên anh em rút cái kiếm ra. Đó, phải rút kiếm ra mới đánh được chứ lẽ chơi tay không. Tên boss nó sẽ luồn đằng sau anh em ha. Anh em sẽ bấm control để shift lock để nhân vật anh em quay về phía kẻ địch. Rồi anh em sẽ đỡ nè. Anh em đỡ. Rồi, bắt đầu anh em sẽ phá chiêu nó. Cái phá chiêu này có bạn biết không nhờ? Chứ mình nghĩ là rất là nhiều bạn biết nhưng mà mấy bạn không áp dụng vào đánh boss thôi. Chứ đánh boss cực kỳ dễ luôn. Nó sẽ không gây cho mình một tí sát thương nào nếu mà anh em khéo tay. Chứ anh em đánh mà lắc chuột kiểu này nè. Đó, lắc chuột kiểu này là thế nào anh em cũng bị đánh thẳng vào nách non em. Nên là anh em chỉ cần một chút khéo tay là con boss này tuổi với anh em. Rồi cái cách thực hiện như thế nào? Đầu tiên là anh em đỡ trước cho mình ha. Rồi lại chém anh em mấy cái là anh em chuột trái liền. Là cái chuột đánh của các anh em á. Đó, cái chuột combo chiêu thức như thế này nè. Lại nha. Anh em đỡ. Rồi lại gõ anh em mấy cái là anh em bấm chuột trái liên tục. Xong. Anh em vẫn giữ phím đỡ nha. Lại. Lại đây là đủ chủ ngữ vi ngữ. Đầu tiên anh em giữ liệt phím đỡ, vẫn giữ phím đỡ, anh em chuột trái liên tục. Xong. Phá giải đòn đánh của con boss liền. Con boss nó đang đánh những cái thức vào mình. Mình xài chiêu này là quá giải liền. Đó anh em thấy không?
nó bị choáng, cái đầu nó xoay mòng 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 mòng, mà trong chiến đấu mà bị choáng tầm 1 giây là coi như là cuộc đời tiêu tan, là tàn đời rồi bé à. Mà bé choáng cả tầm 2 giây là coi như là bé đắp mộ cuộc tình rồi bé ơi. Bây giờ thì cứ đánh nó thôi đấy. Em thấy nãy giờ mình đánh cũng gần nửa cây máu nó rồi mà không mất một giọt máu, cả bông băng thuốc đỏ vẫn không thèm xài. Vậy là anh em biết là con boss này là tuổi gì nữa? Tuổi rồng, tuổi hổ, tuổi kỳ lân, tuổi phượng hoàng à? Không có đâu. Con phượng hoàng này là chắc là con gà, con vịt nè. Quá thân là phượng hoàng vậy thôi, anh em gùi lắm. Đấy. Cũng lúc đầu anh em gặp mai con phượng hoàng lại nhìn nghe đẹp khí thế lắm, nhìn nghe dữ hùng mạnh lắm đúng không anh em? Bây giờ tuổi. Ý mà mình thấy cái level của nó là giờ admin up lên để level 100 kìa anh em. 100 hay gì đó mấy bạn. Vừa mới tân thủ vào đánh cho nó biết nhục chơi. Anh em chứ áp dụng cách đánh của mình là mình đảm bảo thành công 100% luôn. Đấy hơn nửa cây rồi, gần sắp chết rồi. Phượng hoàng gì nữa đây? Ba con gà chạ, trời ơi. Vừa mới nói ghê vậy ta. Cái này á là mình không khéo tay ha, mình say say nách non là cho nó đánh. Nè bây giờ nè nó đánh nữa đi. Tại vì á mình thấy cũng tội anh em. Nó biết sao không? Nó là phượng hoàng. Mà bây giờ nó đánh mình cũng mất giọt máu thì băng nhục bốt quá. Nên là thôi mình say nách non là cho nó chọt vài cái cho nó đã nó đi. Đó bây giờ mình tém nè, mình quém nè. Thôi đi núp đi, núp vào đi. Dí đánh chi nữa cho cực. Xài áo ra kiếm được các kiểu dữ lắm. Nè. Dễ dàng. Con boss này chưa bao giờ dễ đến thế. Mà nó đã ăn không biết bao nhiêu tiền của mình á. Toàn là thua không. Và khi mà biết được cách thức này hả, đánh boss chưa bao giờ là dễ đến thế anh em à. Anh em hình dung ra được cách đánh này chưa? Mình đã hướng dẫn rất là chi tiết luôn. Anh em đỡ, giữ liệt đỡ, boss lại chém anh em mấy cái, anh em chuột trái. Thì cái nhân vật của các anh em sẽ lướt về trước và quá giải mọi đòn tấn công của con boss và khiến cho con boss nó bị choáng. Và khi mà con boss nó bị choáng rồi đó, đó thì mình có thể đằng sau chém liên tục vào thì con boss chỉ có nước là đi chầu âm ti thôi. Đỡ, lướt, vậy thôi. Mình cũng đã thử rất là nhiều cách như là hit and run chém nó vậy nè anh em. Đó cái nó đỡ cái hồi lát nó tém mình nên là thôi. Mình thà mình đỡ trước đi, mình phòng thủ trước. Rồi sau đó là mình tém sau. Trời đất ơi, ghê vậy ta. Wow, gào gào. Lấy được 30 máu nữa, ngon 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 ngon. Con boss này chuẩn ha. Không có ghê gớm nữa đâu anh bạn. Làm quá vậy. Cái này là mình dạng còn hơi nhẫn nhơ á anh em à. Nhẫn nhơ đánh nó nên là mình bị mất máu nhiều như vậy. Còn anh em nào á mà khéo một tí giống như mình nói lúc nãy, anh em chỉ cần khéo một tí thôi là đừng có đưa nách non cho nó đánh thì một giọt máu anh em cũng không mất nữa với cách đánh này. Rồi sạch lệnh liên tục kìa anh em, để nó gồng kiếm lửa lên để chà mình. Mà dù kiếm lửa, kiếm điện hay là kiếm gì đi chăng nữa thì nó bây giờ nó cũng tàn đời rồi con ơi. Wow, ôi nó di chuyển nhanh hơn kìa anh em. Nhanh xong. Ôi, chưa chết hả? Ôi, chưa chết hả? Tại vì mình muốn á, cái thứ cuối cùng nó chết là mình phải lướt để cắt nó để mà sau đó là nhét kiếm vào bao. À, bao ngầu luôn. Ủa rồi mình đánh nó mình được cái gì anh em? Gì vậy? Trời đất ơi. Gán ta. Wow, dữ ta, ghê, vẫn áp dụng cách thức này với những người chơi khác được luôn nha anh em, ghê, dữ dội ta, dữ dội ghê luôn kìa, sao vậy, ủa chảy rồi hả? Lúc nãy láo lắm hả bạn? Sao giờ con đuôi con đít bỏ chạy rồi? Ủa lúc nãy vô gì chém ghê lắm hả? Làm vài pha ừ. Đúng rồi, hay lắm bạn ơi.
tàn đời rồi bạn à. Đã nói tàn đời mà nè. Nè nè nè. Đây nè, cắt cho một cái nữa nè. Cái hổ báo vừa phải rồi chứ. Vậy là cái cách thức mà đỡ sau đó mình lướt lại về trước á, vẫn áp dụng được với những người chơi khác nha anh em, chứ không chỉ riêng về boss em. Nên là anh em nào á mà ham tấn công á, mà không thủ á, là hoàn chết với chiêu đó nha, chiêu rất là nguy hiểm. Thôi mình nghĩ video đến đây thì mình cũng tạm dừng được rồi anh em. Thì anh em cũng đã biết cái cách thức đánh boss là đỡ, và khi mà boss nó đánh trúng cái đỡ của các anh em thì anh em vẫn giữ liệt đỡ, và sau đó là anh em bấm chuột trái liên tục là nhân vật của các anh em sẽ lướt về trước và khóa giải những cái đòn đánh trực tiếp của boss đang vào thẳng cái ép đỡ của các anh em hem. Thì anh em cứ yên tâm mà áp dụng, mình đảm bảo nếu mà admin chưa fit á thì cách này vẫn còn hoạt động được, và 100% anh em có thể hạ được boss cực kỳ dễ dàng như mình vừa mới làm lúc nãy. Video đến đây thì mình cũng gửi lời cảm ơn rất nhiều anh em và bạn đã bỏ mất thời gian để theo dõi video. Vậy hẹn gặp anh em và bạn trong video lần sau và kế tiếp của mình nha anh em. Bye bye anh em nha.